Các bạn nghe chất âm đôi loa nhé. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Thực sự nó quá là da diết và rất là chi tiết các bạn. Rồi em chào mừng tất cả các bác cùng quay trở về với bên Quân Audio. Và ngày hôm nay thì buổi tối em sẽ lên cho tất cả các bác với một thương hiệu, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Tây Ban Nha các bác nhá, JD. Đấy. Và ngày hôm nay thì em có 3 đôi loa bát toàn giải các bác nhá. 3 đôi loa bát toàn giải nhãn hiệu JD. Đấy, bát 20, công nghệ và thương hiệu từ Tây Ban Nha và sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Đây là loa với theo công nghệ của châu Âu các bác, thực sự nó rất đẳng cấp trong tầm tiền luôn. Và cái đôi loa này thì để trợ lời các bác nhá. Trợ lời hát karaoke thực sự là rất hay, rất tuyệt vời luôn. Và đầu video các bác ủng hộ cho bên em xin một nút like các bác nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ở phía dưới giúp em để cùng đón nhận sản phẩm và những video tiếp theo. Rồi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác đây. Ngày hôm nay em có 3 đôi duy nhất, không có đôi thứ tư. Đấy, chỉ có 3 đôi duy nhất thôi cho ba bác nào may mắn mà thích chơi cái dòng nhẹ nhàng. Đấy, tức là loa nhẹ nhàng trợ lời các bác nhá. Thêm lời cho hệ thống karaoke cho nhà mình. Đây là dòng loa các bác, đây là dòng loa JD này. Đấy. Và bát của nó là bát toàn giải nhá. Tức là sao ạ? Tức là cái bát này nó có thể ra được cả bát và cả tiếng chét luôn các bác. Đây, các bác nhìn này, loa toàn giải này. Đấy, trong này nó có một cái chét luôn nhá. Đấy, nó ra được cả giải bát và cả giải chét luôn. Và đặc biệt là con này nó hỗ trợ thêm một con siêu chét nữa ở đây. Nó hỗ trợ một con siêu chét ở đây nhá. Và tí em sẽ cho bác xem nội thất. Trước hết này, em sẽ cho các bác xem hình thức đã. Hình thức 3 đôi loa này của em thì quá đẹp luôn. Thực sự quá đẹp luôn các bác nhá. Đấy, xung quanh còn quá đẹp luôn. Con này có cả chân có cả chân cắm cọc luôn các bác nhá. Có cả chân cắm cọc luôn. Đấy, và đây đang cho các bác xem đằng sau này. JD, một trong những dòng loa thương hiệu của châu Âu các bác nhá. Đây. JD PS801. Đấy, loa 2N, tức là các bác nhìn chưa? Công suất hoạt động nhỏ nhất là 150W này. Rồi max của nó là 600W cơ. Chắc con này chạy 8 ohm nữa nhá. Design Spain. Đấy, công nghệ thương hiệu của Tây Ban Nha. Được chưa? Thực sự rất đẳng cấp dòng loa châu Âu JD. Và đặc biệt là nó rất hiếm rồi nhá. Đợt này loa này nó loa cực kỳ hiếm luôn. Đây em cho bác xem luôn nội thất của đôi loa này. Và chiếc loa này thì nó sản xuất theo công nghệ của châu Âu. Cho nên là từ cái bát này, các bác nhìn này. Bát này là bát toàn giải các bác nhá. Bát toàn giải. Đấy, em giải thích cho bác bát toàn giải tức là sao ạ? Tức là cái bát này nó có thể ra được cả giải bát và cả giải chét luôn các bác nhá. Ở trong một chiếc loa thôi. À, một chiếc bát thôi. Nhưng mà nó sẽ ra được cả giải bát và cả giải chét luôn. Được chưa? Đây các bác nhìn này. JD này. Đấy. Đây, JD này. Bát Tây này, các bác nhìn chưa? Được sự rất đẳng cấp luôn. Con này sử dụng bát 20 thôi. Đấy, bát 20 thôi, nhưng mà công suất của nó thực sự là rất đẳng cấp các bác nhá. Công suất của em bật lên mà không ngờ luôn, giận tóc gáy luôn. Đây, phía bên trong của chiếc loa này thì mút tiêu âm rất là xịn sò. Được chưa? Và đặc biệt là nó không có quá là phức tạp bởi vì nó sử dụng bát gọi là bát toàn giải rồi. Nó sử dụng bát toàn giải cho nên là nó cũng không có quá là phức tạp về cái phân tần của nó nhá. Đấy, hàng Tây xịn thì nó cũng như thế này. Nó sản xuất nó theo cái công nghệ của Tây Ban Nha cho nên là nó cũng không cần phải quá là cầu kỳ. Về những con tụ con trở làm gì nó quá nhiều cả. Đấy. Thường thường nếu như bác nào mà không biết các cái dòng loa xịn có nhìn này cảm thấy nó rất là chán đúng không ạ? Bởi vì nhìn nó không có cái gì cả. Nhưng thực tế các bác nhá, thực tế các bác so sánh giúp em như cái dòng loa Boss, đấy, Boss series giữa các loại series là loa xịn thì thường thường cái phân tần của họ chỉ làm mấy cái bóng đèn thôi. Chứ cũng không có cái gì cả đúng không ạ? Nhưng ở đây thì nó có một cuộc có hai con tụ này các bác nhỉ. Đây con này của tụ này của Tây Ban Nha xịn luôn các bác nhá. Đấy. Và rất ít mà các cái dòng loa khác nó có. Đây cho bác xem. Ở đây thì nó thiết kế thêm một con siêu chét ở đây. Đấy, một con siêu chét nhá. Các bác nhìn nó nhỏ này thôi nhưng thực sự võ công nó rất là lớn đấy. Đấy, đây là một con siêu chét con này. Hàng em cam kết em bao zin nhá. Hàng em cam kết bao zin. Và bây giờ em sẽ thử lắp vào cho các bác xem. Em lắp vào cho các bác xem, em bỏ cái chét siêu chét này ra luôn nhá. Bỏ siêu chét này ra luôn. Em lắp vào để em bật lên cho các bác nghe thử. Là các bác sẽ biết được rằng là tại sao em lại nói là cái loa này là loa đồng trục. Bởi vì là loa này nó loa toàn giải. Loa toàn giải là bởi vì sao ạ? Bởi vì là chỉ một cái bát này thôi. Nó đã ra đủ giải rồi các bác nhá. Nó đã ra đủ giải rồi. Và ngoài ra nó hỗ trợ thêm cho các bác một con siêu chét này nữa. Đấy. Và trước khi em thử chất âm thì em sẽ báo giá luôn để cho các bác cùng tham khảo. Ngày hôm nay có 3 đôi loa JD bát 20 này. 3 đôi duy nhất nhá. Và nhà em sẽ cung cấp cho bác giá gọi là làm sao để ưu ái cho các bác để bác nào thích chơi đồ chất này. Giá chỉ có 3.600.000 một đôi. 3.600.000 một đôi. Bên em sẽ miễn phí ship cho các bác nhá. Và các bác lưu ý giúp em là số lượng em chỉ có 3 đôi duy nhất thôi. Cho nên là bác nào mà thực sự yêu thích muốn chơi thì có thể là
vui lòng đặt cọc giúp em 200-300 nghìn nhá. Thật các bác là 200-300 nghìn chả có vấn đề gì cả, nhưng có cái nào cái đôi loa nó nặng với cả số lượng em rất là ít cho nên là không có nhiều, cho nên các bác hết sức thông cảm cho em cái điều đấy. Em bán hàng là cứ cho các bác xem thoải mái luôn, một chiếc bát toàn giải này đấy và một chiếc siêu chét đi kèm này, cho cái tiếng chét rất là nhuyễn các bác nhá, nghe rất là nhuyễn luôn và sướng tai luôn. Đây hiện tại ở đây em đang cắm hai chiếc loa này đây, được chưa? Đây cho các bác xem này, dây này đấy, để em bật cái bật nhạc lên xong rồi đấy, em cho các bác nghe. Đây. Yêu em hơn đây. Và yêu em mãi. Hai chiếc này. Đây nhá. Đây nhá. Đây. Đấy. Các bác nghe nhìn chưa? Và bên này nhá, để em dỡ lốt cái dây bên này ra. Đây. Đây cho các bác xem này. Đấy, này. Được chưa? Đấy, hiện tại em vừa nãy em thử chất âm hai con này luôn nhá. Bác nào mà đang yêu thích cái dòng loa này thì đừng nên bỏ qua video này, em thật luôn. Bởi vì đây là một dòng loa Tây và thương hiệu Tây, Tây Ban Nha. Đấy. Đây các bác nhá, hiện tại là cái jack trích này là đang có tín hiệu loa này. Và em sẽ cắm vào cái chiếc này luôn, không cắm vào chiếc nào khác mà em cắm trực tiếp luôn, để cho các bác biết rằng là cái chiếc loa toàn giải nó hoạt động như thế nào các bác nhá. Đấy, rồi các bác vui vẻ ủng hộ cho em xin bú lên like các bác nhá. Đây. Đây. Trước hết đây cho các bác đi xem này. Đây nhá, hiện tại là chiếc bát này là em đang cắm vào đây, đúng không? Là có tín hiệu ra nhá. Quay trực tiếp điện thoại các bác nhá. Đây. Chết em không bật luôn. Đây chết em đã bỏ là đủ dài luôn các bác nhá. Có ngày đàn đứt dây tơ. Một phút tim em hững hờ. Cho bác nghe tí nhạc nhẹ này. Bên rơi tới bên em gạt đi nước mắt. Bát này là bát toàn giải các bác nhá, có cả giải bát giải chết luôn. Chứ em còn chưa thèm cắm cái siêu chết này vào cơ. Anh có quay về cùng em muôn kiếp. Người ơi anh biết chăng? Người hỡi đâu biết rằng. Em cắm cái siêu chết vào nhá. Loài hoa vỡ tan. Nó sẽ kích tiếng chết lên các bác. Đấy. Đây là bát 20 các bác nhá. Đây là loa bát 20 đấy. Đấy. Loa bát 20 luôn các bác. Được chưa? Đấy. Một chiếc loa toàn giải, một đôi loa bát toàn giải này thực sự là quá hiếm thị trường luôn. Em làm âm thanh cũng khá lâu rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên em gặp một đôi loa lời mà họ sử dụng một chiếc bát gọi là bát toàn giải các bác. Hôm nay em mới gặp một chiếc loa đôi loa gọi là sử dụng bát toàn giải các bác nhá. Đây. Cuộc đời em đâu mong mong trái tim. Để em cắm cái tiếng mic vào nhá. Được yêu chỉ một lần, được mãi ở bên người dù đời cay đắng. Đây bây giờ em sẽ bật cái mic lên, em sẽ thử alo tiếng mic cho các bác cùng tham khảo và cùng nghe thử nhá. Chất lượng âm thanh của cái đôi loa này thực sự là trong tầm giá nó quá đẳng cấp rồi, đúng không ạ? Trong tầm giá nó quá đẳng cấp rồi. Đấy, vậy em sẽ thử alo tiếng mic này. Em lấy cái tay mic xong em alo thử tiếng mic cho các bác cùng nghe nhá. Ủa, tiếng mic em đang bật to quá. Đây. Em fake cho bé đi này. Đôi này thì các bác làm trợ lời karaoke gia đình. À, các bác trợ thêm vào, tức là thêm chúng ta thêm lời vào. Thêm lời về hệ thống của nhà mình quán ok luôn. 1 2 6 7 L. Đây em đang cắm mỗi một đôi này thôi các bác nhá. 1 2 6 7 L. 1 2 Loa Tây thì các bác yên tâm. Con vang này em còn chưa thèm chỉnh cái gì cơ. Để em fake em thử tăng cho nó có cái gì không. Lê 1 2 6 Lê 1 2. Rất hay thực sự đó. Riêng đôi này trợ lời quá đẳng cấp luôn. Và đây là một dòng loa đồng trục. Loa này là loa toàn giải các bác nhá. Chiếc bát của nó đã là đầy đủ giải hết rồi. Và nó thiết kế thêm một con siêu chét nữa các bác. Thiết kế thêm một con siêu chét nữa. Đấy. Giá ngày hôm nay đưa cho các bác nhá, 3.600.000 đôi loa này. Đấy, bên em sẽ miễn phí ship cho các bác luôn. 3.600.000. Đấy, em chỉ có 3 đôi duy nhất thôi.
loa toàn giải này các bác này, được chưa? Bát toàn giải này, quá đẳng cấp luôn. Hỗ trợ một con siêu chép này. Đấy. Rất hay các bác nhá. Và mọi chi tiết các bác liên hệ trực tiếp cho bên em số điện thoại 0982 838695. Và số lượng em chỉ có 3 đôi duy nhất các bác nhá. Rồi em xin chào và hẹn gặp các bác trong những video, những sản phẩm tiếp theo.